Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin FBNC 24/7. Thưa quý vị, chưa hết đau đầu vì mã độc WannaCry tấn công làm tê liệt hệ thống mạng quy mô quốc tế trong tuần qua. Mới đây thì công ty an ninh mạng Proofpoint tiếp tục phát hiện ra một đợt tấn công mạng mới, cũng lợi dụng lỗ hổng của Microsoft, gọi tắt là Ethernet Blue, và dự đoán vụ tấn công này có thể sẽ lớn và tinh vi hơn rất nhiều so với mã độc WannaCry. Trong vụ tấn công mạng bằng mã độc tống tiền WannaCry, tin tặc đã khai thác triệt để lỗ hổng Ethernet Blue trên hệ điều hành Microsoft, gây nên nỗi khiếp sợ cho người dùng thế giới bởi nó mã hóa dữ liệu của cá nhân và doanh nghiệp, làm con tin và đổi tiền chuộc. Lần này tin tặc sẽ khai thác lỗ hổng Ethernet Blue và Double Busa để phát tán chương trình gọi là AD Plus với khả năng đào tiền ảo Monero rồi gửi tới hệ thống của kẻ phát tán. Thay vì mã hóa dữ liệu tống tiền, tin tặc sẽ âm thầm cài một công cụ đào tiền ảo trên máy tính người dùng. Để đào tiền ảo, người dùng khai thác chính nguồn tài nguyên của máy tính như CPU, card đồ họa để xử lý các tính toán phức tạp và sinh ra tiền ảo. Việc đào tiền này được thực hiện cả trên máy tính, điện thoại và trên web. Tuy tin tặc sẽ không mã hóa dữ liệu của người dùng, song nó có khả năng làm cho máy tính của người dùng và doanh nghiệp sẽ chậm hơn rất nhiều. Vì vậy, các công ty an ninh mạng khuyến cáo điều cần thiết là phải ngay lập tức cập nhật bản Windows mới nhất cho máy tính của mình. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa cho biết nhằm đảm bảo sự an toàn của người tiêu dùng và có thời gian cho các rạn san hô phục hồi, thì ngư dân 4 tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố Formosa sẽ không được khai thác hải sản tầng đáy tới hết tháng 6 năm nay. Kết quả từ đánh giá tổng thể của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, biển ở 4 tỉnh miền Trung đã phục hồi, việc khai thác nuôi trồng và chế biến hải sản đã trở lại gần như bình thường sau một năm sự cố Formosa. Tuy nhiên, hải sản tầng đáy vẫn chưa thể khai thác và nguồn lợi hải sản ven bờ vẫn chưa thể phục hồi được như trước đây. Môi trường nước biển đã phục hồi tốt, nhưng hệ sinh thái biển, điển hình là rạn san hô đã bị phá hủy và phải cần đến vài chục năm để phục hồi. Vì thế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra thời hạn tới hết tháng 6 2017 mới được tiếp tục khai thác hải sản tầng đáy tại đây, nhằm để thêm thời gian phục hồi cho các rạn san hô, đồng thời đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Trao đổi với báo chí về hoạt động của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Xúc sản Vitsan nhằm hỗ trợ giải cứu thịt heo trên thị trường, đại diện Vitsan cho biết sắp tới sẽ giảm thêm giá thịt heo để thúc đẩy tiêu thụ. Ông Nguyễn Phúc Khoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vitsan cho biết, từ ngày 28 tháng 4, công ty đã chủ động tăng công suất giết mổ heo thêm 300-500 con một ngày, nhằm giúp giải phóng lượng heo tồn động trên thị trường. Lượng heo giết mổ tăng thêm này để phục vụ cho nhu cầu sản xuất thực phẩm chế biến và dự trữ Tết. Trước đó, từ tháng 2, công ty cũng đã dừng nhập khẩu thịt. Bên cạnh đó, để kích thích nhu cầu mua thịt của người dân, công ty đã giảm giá bán nhiều mặt hàng thịt từ 10-15%, chia thành nhiều đợt trên mức giá bình ổn đã cam kết tại các điểm bán như siêu thị, cửa hàng giới thiệu sản phẩm Vitsan. Động thái này đã giúp tăng sức tiêu thụ của thị trường thêm 15% trong thời gian giảm giá. Theo đại diện của Vitsan, lượng heo công ty giải cứu đợt này chủ yếu được mua từ các hộ chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp hoặc trong dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm, LIPSAP, nên chất lượng đảm bảo. Công ty cũng chấp nhận chịu lỗ trong thời gian này để hỗ trợ người chăn nuôi. Chúng tôi đang triển khai mua trong trung bình giá nó khoảng 25.500, 26.500 cho các loại heo có cái tiêu chuẩn là đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Nếu chúng tôi tính ra đó thì với các cái chương trình khuyến mãi này thì Vitsan phải dùng các ngân sách marketing và nói thiệt thì chúng tôi đang phải chấp nhận là chịu lỗ cho cái thời gian này, nhưng mà chúng tôi tính toán rằng đó, là trong cái kế hoạch thì đây là một cái phần để góp sức cho cái đồng bào trong cái việc là giảm cái khó khăn, và nó cũng đã nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Đại diện Vitsan cũng cho biết trong thời gian tới, Vitsan sẽ tiếp tục giảm thêm từ 10-15% nữa giá nhiều mặt hàng thịt tươi sống nhằm giúp thúc đẩy sức mua, tăng lượng heo giết mổ, giúp giải phóng lượng heo tồn động cho bà con chăn nuôi. Hãng hàng không Jetstar Pacific vừa ra thông báo cấm hành khách sạc dự phòng các thiết bị di động trên máy bay. Tuyên bố được đưa ra sau khi có khuyến cáo của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Theo quy định mới của Jetstar Pacific bắt đầu từ ngày 23 tháng 5 năm 2017, tất cả hành khách đi máy bay được phép mang theo pin sạc dự phòng nhưng không được phép sử dụng khi đang ở trên máy bay. Quy định này được đưa ra ngay sau khi Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO và nhóm chuyên gia hàng hóa nguy hiểm của tập đoàn Qantas, Qantas Airways của Úc khuyến cáo về vấn đề này. Theo đó, khi đang ở trên máy bay, tất cả hành khách và phi hành đoàn không được sử dụng pin sạc dự phòng và các ổ cắm điện của tàu bay để sạc các thiết bị điện tử khác. Theo các chuyên gia, thì pin sạc dự phòng là thiết bị tiện lợi được nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, nó có thể dẫn đến các nguy cơ cháy nổ khó lường trước. Như chúng tôi đã thông tin, thời gian gần đây giá đất và nhà liền thổ tại khu vực ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng lên nhanh chóng, nhiều nơi giá đất tăng đến 50% chỉ trong 4 tháng. Rõ ràng giá đất các quận huyện vùng ven đang vào cơn sốt mới.
Tuy nhiên, cơn sốt này dựa trên nhu cầu thật hay bị thổi phồng làm giá? Chúng tôi đã có một số ghi nhận về câu chuyện này từ các chuyên gia trong ngành. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đây là những hình ảnh tại dự án đất nền Thái Sơn 1 trên đường Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án ban đầu được rao bán với giá chỉ từ 11 đến 13 triệu đồng một mét vuông. Hiện giá đất ở đây được rao bán với giá dao động từ 26 đến 32 triệu đồng một mét vuông, tùy vào vị trí từng nền. Tuy nhiên, mức giá này vẫn thuộc loại rẻ tại khu vực hiện nay. Cách đó chỉ vài bước chân, dự án làng đại học khu A kê giá đến 45 triệu đồng một mét vuông. Không riêng khu vực Nhà Bè, anh Tiêu Hải Giang, một nhân viên môi giới tự do cho biết, giá đất nền tại Củ Chi cũng đang sốt sình sịch. Anh kể vào tuần trước đó, anh vừa đưa khách đi xem một căn nhà liền thổ ở Củ Chi, nhưng khách chưa chốt giá. Đến tuần sau quay lại, giá nhà đã tăng thêm 300 triệu đồng. Khoảng 86 mét vuông, đó, một nền 86 mét vuông, thì gắn liền với cái nhà luôn. Thì ban đầu thì họ treo giá là có 1 tỷ à. Thì sau đó thì khách mình về suy nghĩ lại nhà, rồi xong qua một tuần sau mình xuống dưới đặt cọc, khách với mình xuống dưới đặt cọc á, thì người khác đã mua rồi, họ bán lại 1 tỷ 3. Theo Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, giá đất tại các quận ven và các huyện như quận 9, quận 12, quận Thủ Đức, quận Bình Tân, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ đã tăng trên dưới 30% trong năm qua, cá biệt một số khu vực thậm chí tăng đến 70%. Theo đó, giá đất phân lô ở một số quận như quận 9, quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh đã lên trên dưới 20 triệu đồng một mét vuông. Giá đất nền tại thị trấn Cần Thạnh, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ có nơi lên đến 10 đến 12 triệu đồng một mét vuông. Thậm chí, giá đất nông nghiệp ở một số khu vực tại huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi đã tăng đến 50% chỉ trong 4 tháng đầu năm nay. Trong đó, đất nền mặt tiền quốc lộ 22 đã tăng 20 triệu đồng một mét vuông. Rõ ràng giá đất khu vực vùng ven thành phố Hồ Chí Minh đang vào cơn sốt. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là cơn sốt đó dựa trên nhu cầu thật của người mua nhà hay chỉ là cơn sốt ảo do giới cò đất, đầu nậu thổi giá. Theo quan sát của hãng John Lane LaSalle, JLL, thị trường bất động sản Việt Nam đã bước sang chu kỳ mới từ 2 năm nay. Niềm tin của giới đầu tư đã hồi phục và ngày càng mạnh mẽ hơn trong việc xuống tay chi tiền cho các khu vực mà họ nghĩ là có khả năng sinh lời tốt. Do đó, JLL cho rằng cơn sốt giá tại các quận huyện vùng ven vừa qua là sự tăng trưởng thật của thị trường. Trong đó, lý do chính khiến JLL cho rằng cơn sốt giá vừa qua bắt nguồn từ nhu cầu thật là nhờ vào sự phát triển nhanh chóng của hệ thống hạ tầng kết nối. Giá đất thời gian qua, chúng tôi cũng nhìn thấy có sự tăng trưởng. Cơ sở chính cho việc tăng giá này là sự cải thiện của hạ tầng kết nối. Nhờ sự phát triển của cơ sở hạ tầng này, việc kết nối giữa trung tâm và các khu vực khác trong thành phố trở nên dễ dàng hơn. Đó là lý do giá đất tại khu vực vùng ven tăng lên đáng kể. Một số nơi có thể tăng đến 50%. Theo giới chuyên gia, cơn sốt giá đất vùng ven khởi đầu từ trục đô thị phía đông của thành phố, tức các quận 2, 9 và Thủ Đức. Trong vòng 4 tháng qua, giá đất tại 3 quận này đã tăng 20-40%. Và nếu so sánh với cùng kỳ năm ngoái, giá đất khu vực này đã tăng phổ biến ở ngưỡng 100-200%. Trong đó, trợ lực chính của sự tăng trưởng này là những dự án hạ tầng đã và đang thực hiện như đường Vành Đai, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, tuyến metro số 1 và một loạt các công trình hạ tầng mới liên tục được cập nhật. Riêng trong những tháng đầu năm 2017, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bổ sung thêm hạng mục cầu vượt qua đường Mai Chí Thọ, hầm chui 2 chiều kết nối cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với đường Mai Chí Thọ và mới đây nhất, dự án đường song hành từ Mai Chí Thọ đến đường Vành Đai 2 cũng đã được khởi công. Từ phía đông, cơn sốt đất đã nhanh chóng lan sang các khu vực khác của thành phố cũng nhờ vào những dự án hạ tầng như thế. Hướng ra các khu vực ngoài trung tâm là hướng tất yếu của sự phát triển của một đô thị. Khi mà khu vực trung tâm của thành phố được mở rộng, nhờ hạ tầng kết nối được cải thiện. Ngoài ra, cũng có một số xu hướng là nhờ vào cơ sở hạ tầng được cải thiện, nên mọi người cũng muốn sống xa những khu vực trung tâm thành phố, nên mà họ được hưởng những mảng xanh và không khí trong lành hơn. Nhìn nhận những tác động của các dự án hạ tầng với giá bất động sản, nhưng ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản của thành phố Hồ Chí Minh Horea lại cho rằng, cơn sốt giá đất nền hiện nay là ảo. Tức giá đất trên thị trường cao hơn nhiều lần so với giá trị thực. Hai dấu hiệu cơ bản cho nhận định này, theo ông Châu, thứ nhất là giá đất tăng đột biến trong thời gian ngắn, chỉ tập trung ở những lô đất nhỏ lẻ, trong khi giá nhà liền thổ hoặc đất nền trong các dự án của những doanh nghiệp bất động sản lớn chỉ dao động nhẹ. Và dấu hiệu thứ hai chứng minh đây là cơn sốt giá ảo chính là giới mua nhà tại đây, hiện nay đa phần là giới đầu tư, chứ không thực mua nhà để ở. Cái giới đầu nậu và cò đất này á, lợi dụng những cái thông tin thực cũng như là những thông tin mà chưa được xác định để tung quả mù, để thổi giá, đẩy giá lên ở khu vực các quận ven và huyện ngoại thành. Và riêng cái việc tăng giá đất nền ở cái khu vực quận ven và huyện ngoại thành thì tiềm ẩn cái nguy cơ
là nó đẩy giá lên quá cái mức bình thường. Và điều đó có thể như là khi mà thị trường trở về giá trị thực thì lúc đó nó sẽ gây ra những cái thiệt hại cho những nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp, những người đã sập bẫy của giới đầu nậu và giới cò đất. Cụ thể, theo ông Châu, giới đầu tư lướt sóng đang hoa mắt trước những thông tin về giới cò đất, đầu nậu thổi phồng lên. Trong đó, có tin đồn về khả năng chuyển huyện Bình Chánh, Hóc Môn thành quận, hoặc hình thành mô hình thành phố trong thành phố ở phía đông, phía tây và phía nam thành phố. Bên cạnh đó là thông tin về siêu dự án ở khu vực ngoại thành như công viên động vật bán hoang dã Safari Sài Gòn, khu đô thị lấn biển Cần Giờ, đại lộ ven sông Sài Gòn. Các dự án này đều được giới thiệu là có khả năng làm thay đổi diện mạo khu vực ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh và qua đó khiến bất động sản trở nên hấp dẫn hơn. Thực tế, theo anh Tiêu Hải Giang, đến 70% người mua tìm đến anh để hỏi về các đất nền vùng ven hiện nay là dễ đầu tư. Đa phần họ tìm đến vì tin vào khả năng thay đổi diện mạo khu vực ngoại thành của những siêu dự án mới được đề xuất. Khoảng 70% họ sẽ tin tưởng tại vì nó cũng đã, hình như cũng có báo chí đã đưa tin rồi nhưng mà báo chí thì họ đã đưa tin rồi, một số là với một phần là do cái khả năng thuyết phục khách hàng của giới cò đất ở dưới nữa, họ toàn là lão luyện. Về lâu dài, đại diện CBRE nhận định cơn sốt giá ảo hiện nay có thể dẫn đến nhiều hệ lụy, trước hết là cho những nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là với những nhà đầu tư phải vay mượn tiền để mua đất thì rủi ro sẽ càng cao hơn một khi giá đất bị chững lại. Vô tình chung, cái việc tăng giá này nó tạo nên một cái mặt bằng giá ảo cho cả một khu vực. Điều này gây ra ảnh hưởng rất lớn đến các cái dự định cũng như những cái kế hoạch của các cái quy hoạch sắp tới của chính phủ cũng như là các cái nhà đầu tư lớn. Bên cạnh đó thì cái việc tạo một mặt bằng giá ảo như vậy nó sẽ làm cho các nhà đầu tư họ cùng đổ vào cái thị trường này và làm cho cái mức giá này nó lại càng khó có thể kiểm soát. Và một cái điều mà có thể ảnh hưởng dài hơi hơn đó chính là nguy cơ khi cái thị trường điều chỉnh giá nó sẽ làm cho cái sự thay đổi cũng như là cái sự biến chuyển hàng loạt trên cả một vùng thị trường, thì khi đó nó còn ảnh hưởng đến cả thị trường tài chính. Do đó, CBRE đã đưa ra khuyến cáo người mua nhà cần tính toán kỹ càng hơn khi đầu tư vào bất động sản vùng ven trong giai đoạn này. Trước đó, HORECA cũng đã có công văn kiến nghị thành phố Hồ Chí Minh sớm có giải pháp hạ nhiệt thị trường. Trong đó, hiệp hội này đề xuất thành phố sớm công bố thông tin về việc xét duyệt các siêu dự án để tránh bị giới cò đất lợi dụng và thổi giá. Và đến đây, xin mời quý vị tạm nghỉ trong ít phút. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin chính như sau. Từ 15 tháng 9 năm 2017, heo có truy xuất nguồn gốc mới được bán ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến metro số 1 của thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ vỡ tiến độ do chậm vốn.